Xin chào toàn thể anh em, hôm nay mình xin các cái thùng hàng mới về này, hàng này là hàng mạng về để cho anh em xem tham khảo trong tình hình độ đẹp, độ zin, độ xịn của nó như thế nào anh em nhé. Trong đây là hai con âm đi. Bây giờ mình mới cùng với anh em cắt vào cui này, xem hàng mạng của mình đẹp mức độ nào, tuyển chọn như nào, giá ở phân khúc bình dân. Anh em đến với kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mình đăng lên hàng ngày, đúng chân sản phẩm nào anh em điện cho mình, mình sẽ có giá tốt để gửi tới anh em nhé. Cắt trực tiếp anh em nhé, hàng về mình cắt khui trực tiếp để cùng anh em tham khảo thôi. Anh em đúng chân sản phẩm này điện cho mình, đừng có sợ có giá tốt để gửi tới với anh em. Anh em đến với kênh của mình thích cho mình xin một nút đăng ký kênh nhé, mình sẽ có clip khui nội thất nữa. Đây là một con đầu tiên này anh em này, có catalog là anh em này, đờ lông BMA 390 45 mã anh em nhé, hàng tuyển chọn cực kỳ là đẹp anh em này, đít đáy này, mình sẽ có giá tốt để gửi tới anh em nếu anh em nào thiện chí điện ngay nhá. Đây là cái điều khiển xịn của con 390 45 mã anh em ơi. Và tiếp đến là con nữa này anh em này. Con gì đây nha, hàng tuyển chọn cực kỳ là đẹp anh em ơi, đẹp lắm anh em ạ. Pielo 8800 mắc đôi anh em nhé. Cực kỳ là đẹp anh em ạ. Anh em nào thiện chí sản phẩm nào điện cho mình, mình sẽ có giá tốt để gửi tới anh em. Tất cả những cái sản phẩm mình là phải bao zin bao xịn hết cho anh em rồi, cam kết là đúng chất hàng bãi tuyển chọn anh em nhé. Xin chào tạm biệt anh em, hẹn anh em ở clip sau.